Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trưởng đoàn cho biết, mặc dù quãng đường và thời gian di chuyển từ Việt Nam sang Antakya khá dài, nhưng tất cả 76 quân nhân và 6 chú chó nghiệp vụ đều bảo đảm sức khỏe tốt, tinh thần sẵn sàng rất cao. Tại sân bay đoàn có cuộc trao đổi với đại diện tổng cục điều phối thiên tai và tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ để nắm nhu cầu của phía bạn. Sau khi nhận hành lý, kiểm kê vật chất, đoàn sẽ cơ động về vị trí đóng quân tại một sân vận động ở Antakya để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm. Trước đó, thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân, trong đó bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người. Đội quân y thuộc Tổng cục hậu cần có quân số 30 người, đội công binh cứu sập thuộc binh chủng công binh gồm 30 người và đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ.